Diệp Tiên phản ứng bất ngờ khi hay tin Puka cưới Jin Tuấn Kiệt, lời tâm sự lúc chia tay hot trở lại. Trước khi cưới Jin Tuấn Kiệt, Puka từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên đạo diễn Diệp Tiên, xong đến năm 2019 họ quyết định chia tay. Đến nay khi Puka đám cưới, tình cũ lại chẳng hề có động thái chúc mừng như anh từng chia sẻ. Puka, Nguyễn Kiều Cẩm Thơ là nữ diễn viên hoạt động nổi bật của sân khấu thế giới trẻ, cô được yêu thích bởi sự hoạt ngôn, lối diễn duyên dáng hài hước. Vài năm trở lại đây, Puka trở thành gương mặt quen thuộc trên các game show truyền hình như ơn rời cậu đây rồi chạy đi chờ chi cười xuyên việt cô cũng góp mặt trong một số phim truyền hình như cô thắm về làng gạo nếp gạo tẻ về đời tư puka từng trải qua mối tình lâu năm với đạo diễn diệp tiên sau chia tay cô vướng tin đồn hẹn hò thậm chí sống chung với duyên tuấn kiệt mãi đến gần đây cặp đôi mới công khai yêu nhau và tổ chức đám cưới giữa lúc lễ cưới đang diễn ra rầm rộ cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng tò mò về thái độ diệp tiên dành cho tình cũ kể từ sau khi sang mỹ định cư đạo diễn diệp tiên vô cùng kín tiếng anh hiếm khi chia sẻ điều gì về cuộc sống mới lên mạng xã hội. Chỉ vài lần hiếm hoi hình ảnh của Diệp Tiên được đăng tải lên mạng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, người quen là các nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. So với hình ảnh trước đây, Diệp Tiên càng lúc càng mũm mĩm hơn, nhưng vẫn giữ phong cách ăn mặc đơn giản. Về thông tin Vuka kết hôn, Diệp Tiên không đưa ra bất cứ động thái nào. Anh chàng phớt lờ đám cưới của tình cũ. Trên trang cá nhân, anh cũng không chia sẻ thêm điều gì ngoài các tác phẩm mà anh làm đạo diễn cho một trung tâm ban nhạc và một vài nghệ sĩ thân thiết. Còn nhớ lúc thông báo chia tay Diệp Tiên từng đăng tải bài viết dài nói về tình cũ một cách trân trọng. Anh viết, thật sự chúng tôi đã chia tay lâu rồi vì có nhiều chuyện không cùng một hướng, nhưng tôi luôn mong út thơ Puka sẽ gặp một ai đó xứng đáng với Puka hơn tôi. Tôi và Puka lâu lâu nhắn tin hỏi thăm động viên nhau ở mức tình bạn và chúng tôi vui vì điều đó. Sự nghiệp và cuộc sống gia đình của Puka là ở đây, còn tôi phải chuẩn bị sang Mỹ với gia đình và đó mới chính là cuộc sống của tôi. Bắt đầu cuộc sống mới thực sự nó không hề đơn giản, tôi phải mất rất nhiều năm để vừa học vừa làm, và tôi chỉ mong ước một ngày nào đó trở về việt nam để làm phim khi học xong đạo diễn hình ảnh nói nghe thì dễ lắm nhưng làm được hay không là cả một vấn đề vì không ai biết trước được ngày mai bạn sẽ thế nào nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức trong những gì mà tôi đã làm trong nghề đạo diễn puka sẽ tiếp tục thành công và hạnh phúc vì cô ấy xứng đáng có được điều đó còn tôi sẽ cố gắng làm tốt những dự án còn lại mà tôi đã ký hợp đồng trước khi sang mỹ tôi xa gia đình quá lâu rồi và lúc này tôi chỉ mong sớm trở về với gia đình Hạnh phúc Puka nhé, cảm ơn em vì đã yêu một chàng mập như anh. Về phía Puka, thời điểm đó cô chia sẻ, dù chia tay thì quá khứ vẫn là điều tốt đẹp, nhưng không ai sống cho quá khứ, người ta chỉ sống cho hiện tại và nhìn về tương lai thôi. Theo Puka, chia tay vì bất đồng quan điểm từ hai phía là vấn đề muôn thuở của những người yêu nhau, nhưng với chuyện tình của cô và Diệp Tiên, lý do này chỉ là một yếu tố nhỏ, nguyên nhân cụ thể khiến cả hai quyết định chia tay sau 3 năm gắn bó, nữ diễn viên xin phép được giữ kín cho riêng mình vì mọi chuyện cũng đã kết thúc tìm ra lý do cũng chẳng giải quyết được gì. Đối với Puka trong tình yêu, hết duyên thì đường ai nấy đi và cô không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai. Cô và Diệp Tiên từng nói chuyện với nhau nhưng không giải quyết được mâu thuẫn. Puka khẳng định chuyện tình yêu tan vỡ với Diệp Tiên không làm ảnh hưởng đến công việc, vì từ trước đến nay cả hai đều không hợp tác chung một dự án hay công việc nào, họ không can thiệp vào công việc của đối phương, nên dù tình cảm có xảy ra vấn đề, công việc vẫn bình thường. Hậu đám cưới Trình Trang, Kim Tuấn Kiệt nhận quả ngọt với món quà riêng tặng Puka. Vừa qua, đám cưới của Buka và Gin Tuấn Kiệt trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Sau 4 năm hẹn hò, chuyện tình cảm của cặp đôi Gin Bu đã gặt hái quả ngọt bằng một đám cưới vô cùng lãng mạn. Mới đây, ngay sau đám cưới, Buka tiếp tục thông báo những tin vui khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cụ thể, Buka thông báo vợ chồng cô liên tục đón tin vui khi sản phẩm âm nhạc mới phát hành trong đám cưới được đông đảo khán giả đón nhận và thu được thành tích khủng. Bà xã Gin Tuấn Kiệt hào hứng chia sẻ, cảm ơn khán giả và các bạn đã yêu thương Gin Bu. Theo đó, MV ca nhạc Em này đã nhận được 1,4 triệu lượt xem, leo top 1 iTunes, top 10 YouTube. Riêng bài hát Cục vợ ơi lấy anh nha cũng đã thu về hơn 700.000 nghìn lượt xem và đứng vị trí 20 YouTube. Đây là tín hiệu vui dành cho Puka Gin Tuấn Kiệt như là món quà đặc biệt dành tặng cặp đôi sau hôn lễ vừa qua. Theo chia sẻ, trước ngày cưới, Gin Tuấn Kiệt giới thiệu MV Em này như một món quà sinh nhật dành cho Puka. Bài hát này thuộc thể loại pop ballad và thể hiện mong muốn của anh chàng cùng em trong chơi khắp nơi trên thế giới, Cuối MV, cả hai chung tay viết thư cảm ơn đến khán giả đã luôn ủng hộ và tin tưởng họ suốt thời gian qua. Ngoài ra, Kim Tuấn Kiệt còn biểu diễn bản nhạc Cục vợ ơi lấy anh nha, một bài hát đặc biệt dành cho cô dâu Buka tại lễ cưới trên bãi biển của cặp đôi. Buka Kim Tuấn Kiệt báo tin vui sau đám cưới, cô dâu xúc động, khán giả chúc mừng. Vừa qua, đám cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Sau 4 năm hẹn hò, chuyện tình cảm của cặp đôi Gibu đã gặt hái quả ngọt bằng một đám cưới vô cùng lãng mạn mới đây ngay sau đám cưới, Buka tiếp tục thông báo những tin vui khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cụ thể, Buka thông báo vợ chồng cô liên tục đón tin vui khi sản phẩm âm nhạc mới phát hành trong đám cưới được đông đảo khán giả đón nhận và thu được thành tích khủng. Bà xã Gin Tuấn Kiệt hào hứng chia sẻ, cảm ơn khán giả và các bạn đã yêu thương Gin Vu. Theo đó, MV ca nhạc em này đã nhận được 1,4 triệu lượt xem, leo top 1 iTunes, top 10 YouTube. Riêng bài hát Cục vợ ơi lấy anh nha cũng đã thu về hơn 700.000 nghìn lượt xem và đứng vị trí 20 YouTube. Đây là tín hiệu vui dành cho Puka Gin Tốn Kiệt như là món quà đặc biệt dành tặng cặp đôi sau hôn lễ vừa qua. Theo chia sẻ, trước ngày cưới, Gin Tốn Kiệt giới thiệu MV Em này như một món quà sinh nhật dành cho Puka. Bài hát này thuộc thể loại pop ballad và thể hiện mong muốn của anh chàng cùng em trong chơi khắp nơi trên thế giới. Cuối MV, cả hai chung tay viết thư cảm ơn đến khán giả đã luôn ủng hộ và tin tưởng họ suốt thời gian qua. Ngoài ra, Kim Tuấn Kiệt còn biểu diễn bản nhạc Cục vợ ơi lấy anh nha, một bài hát đặc biệt dành cho cô dâu Puka tại lễ cưới trên bãi biển của cặp đôi. Khả Như vẫn giữ điều này với bạn thân Puka. Những ngày qua cặp đôi Puka Khả Như vướng loạt tin đồn nghỉ chơi, nghi vấn xuất phát từ việc Khả Như liên tục vắng mặt trong hôn lễ của Puka dù trước đó cả hai có mối quan hệ thân thiết không chỉ trong công việc khán giả dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc đôi bạn này đi chơi tham gia chung nhiều sự kiện cùng nhau như hình với bóng vì thế sự vắng mặt của khả như trong đám cưới puka khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi lớn Đáng chú ý, mới đây netizen soi ra được rằng dù cả hai không đi chơi nhiều với nhau như trước, không tương tác trên mạng xã hội, nhưng trên Instagram khả như vẫn lưu giữ ảnh chụp chung với Puka riêng trong một album với tên My Friend. Tuy nhiên, nghi vấn nghỉ chơi giữa hai người vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn bởi người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về chuyện này. Thực hư thế nào chỉ có khả như và Puka biết rõ. Vừa qua, vợ chồng Puka Jin Tuấn Kiệt tổ chức đám cưới hoành tráng tại Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh, gồm sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ đình đám, Trấn Thành, Trúc Nhân, Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang Nguyên Thảo, vợ chồng Lâm Vĩ Dạ, Minh Tú, Sam, Khả Ngân, vân vân. Như dự kiến, Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ chuẩn bị tổ chức tiệc cưới nữa tại Đồng Tháp, quê nhà cô dâu. Đây là hôn lễ được tổ chức riêng tư với sự góp mặt của những người thân phía gia đình cô dâu và một vài người thân thiết. Puka và Jin Tuấn Kiệt hé lộ bộ ảnh cưới mới, độ xứng đôi gây sốt. Sau khi công khai chuyện tình cảm và chính thức với chung một nhà sau đám cưới hoành tráng, Puka và Jin Tuấn Kiệt trở thành một trong những cặp đôi gây bão mạng xã hội thời điểm này. Không những thế, nhất cử nhất động của cả hai được đông đảo khán giả quan tâm. Thời gian qua cặp đôi cũng chăm tung ra những bộ ảnh cưới gây sốt cõi mạng. Mới đây Puka hé lộ thêm bộ ảnh cưới vô cùng đỉnh cao của cả hai. Bộ ảnh này cô dâu chú rể gây sốt vì rất xứng đôi vừa lứa. Trong khi Duyên Tuấn Kiệt diện vest đen cực điển trai, Puka lại gây sốt với màn khoe nhan sắc cô dâu tháng 11 sinh nức nở và khiến ai nấy không thể rời mắt. Trước đó trong đám cưới Jin Tuấn Kiệt có chia sẻ ngọt ngào, hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời, trước sự chứng kiến của ba mẹ gia đình và tất cả bạn bè đồng nghiệp, anh sẽ không thề, vì đó chỉ là một lời nói suông, anh vẫn sẽ làm những điều hàng ngày đã làm cho em để em cảm nhận được yêu thương từ anh. Cảm ơn em vợ của anh, anh yêu em